Mày làm cái gì đấy? À, đầu tao hay quên nên tao phải ghi vào đây mã số cổng, mã số thẻ rồi là mấy cái mật khẩu vớ vẩn, cất vào ví khi nào cần thì mang ra dùng. Trần đời tao thấy cái đứa nào như mày đấy. Mật khẩu có 3 chữ số thôi mà cũng không nhớ được. Chán không? Trông như cái thằng thiểu năng ạ. Thì đời có cho không ai cái gì đâu. Tao đẹp trai, nhà giàu, rồi thì bây giờ tao phải có tí khuyết điểm chứ. Bạn này, tí đi cùng tao nhá. Thế mày nghĩ kỹ chưa? Hôn nhân là chuyện đại sự đấy, đừng có mà chọn bừa. Kỹ rồi, cô gái này tao tìm hiểu lâu lắm rồi. Xinh đẹp, giỏi giang, lại còn con nhà gia giáo nữa. Thôi được rồi, tao sẽ đi cùng mày. Bạn tốt. À này, thế bây giờ mày đi cùng tao đi mua nhẫn với hoa, rồi tiện thể tao mua thêm bộ đồ mới mặc cho nó oách nhá. Đi luôn thì cả muộn đi. Vâng ạ, vâng, em hiểu rồi ạ. Dạ vâng, ok. Em xin lỗi chị ạ, em xin lỗi chị. Đụng hàng này. Váy của mình xem ra nhìn cũng đẹp mà, có kém gì cô ta đâu. Túi của chị, em xin lỗi chị ạ. Không có gì đâu bạn. Người thì gầy, mông thì to. Tưởng mình có đường cong chắc. Tôi cũng có. Gái thế này cơ mà ai ai mà không cong. Mẹ ơi, tôi xin lỗi cô nha, xin lỗi nhá. Vợ đứt váy rồi, tí đi gặp nhà sản xuất kiểu gì. Lại còn chạy nữa. Cô ấy bảo cô ấy mặc váy 2 giây có nhún ở đùi. Chuẩn bị thật tốt thôi nào. Làm sao bây giờ, ướt hết rồi. Trời ơi, em đây rồi. Em đồng ý làm người yêu anh nhá. Thảo, em đồng ý làm người yêu anh nhá. Bỏ ra. Anh bị điên à? Anh đang làm cái gì đấy? Rách cái váy tôi rồi. Cô không phải Thảo à? Tôi xin lỗi, tôi không đeo kính nên. Nhục thế nhở? Mắt với chả mũi, đeo kính áp tròng mà thì không đeo. Giờ trông mày có giống người không? Thì có ai biết đen đến mức đấy đâu. Lại còn cầu hôn nhầm người nó mới cay chứ. Mà mày đi đâu mà kéo vali đấy? Định dọn vào viện ở với tao luôn à? Không, tao đi sang Nhật, chắc cuối tháng tao về. Đi gặp đối tác lần trước á? Tao thấy bảo ông đấy khó tính mà. Thì khó tính mới phải gặp 2 lần đấy thôi. À, thôi cố. Mày mới phải cố ấy, lại còn cầu hôn nhầm người nữa. Nhưng người ta đồng ý thì có phải to hay không? Chán thật đấy. Chân tay thế này không biết bao giờ mới đỡ. Bác sĩ bảo bong gân, nửa tháng là tháo được rồi, yên tâm. Phải khỏi nhanh hơn chứ. Nửa tháng thì tao còn làm được cái gì nữa? Mày thì phải làm cái gì? Bố mẹ mày có tiền, xin là có. Làm gì cho nó mệt. Mày biết thừa rồi. Ước mơ của tao là viết được một game thật ngầu.
nhất định tao sẽ viết được, mà nhất định tao phải thành công. Tao chống mắt lên để xem mày thành công đấy. Mày đừng có mà thách tao. Tao lại xin phép vênh mặt lên thách mày đây. À thầy, mày thôi, tao đi nhá. Bô cái thằng nhí nha nhí nhô. Mày còn cô á? Lại là cô à? Cô đến đây làm gì? Vẫn nhớ tôi à? Tốt. Tôi đến đây để bắt đèn anh đó. Đèn gì? Có mà tôi phải bắt đèn cô ấy. Tôi đi viện thành tàn phế rồi đây này. Hay. Anh từ đâu chui ra tự nhiên dí hoa mặt tôi. Xong là tôi ngã, rách cả váy tôi. Đây nhìn cái mặt đây này. Anh nhìn cái mặt tôi đi. Bây giờ tôi không làm ăn được cái gì hết. Anh có biết là tổn hại bao nhiêu tiền không? Không. Nếu là người khác ấy thì tôi sẵn sàng đền. Còn là cái mặt cô ấy, tôi ghét quá, tôi không đền đấy. Làm sao? Mà nhìn mặt anh á, chắc cũng chẳng có tiền mà đền nhở. Hay, mình lại ăn vạ nhầm người rồi. Cái gì? Không có tiền á? Rút hộ mấy cái thẻ cái, rút ra. Rút đi. Còn mấy cái nữa rút đi. Từ từ. Cái này này, 1.5 tỷ nhá. Còn cái này này là 3 tỷ. Còn cái trên tay cô cầm ấy, nó chỉ có 1 triệu thôi, nhưng mà nó tính bằng đô nhá. Thế này, có tiền anh đền cho tôi đi. Bây giờ nhá, váy 5 triệu, mặt 5 triệu, tổn hại tinh thần lấy rẻ 4 triệu, tổng 14 triệu. Có tiền đền đi, nào đền cho tôi đi. 14 triệu chứ gì. À đây, trước tiên thì cô cứ nhét thẻ vào ví hộ tôi cái đã. Cứ nhét đi, nhét đi. Nhanh lên. Từ từ. Ban đầu tôi có nói với cô rồi đúng không? Là vì nhìn mặt cô ghét nên tôi không trả đấy. Cô có giỏi thì nhảy vào mà cướp. Cướp đi, lấy đi. Anh thách tôi đi à? Này. Ôi. Cô nhảy vào mà cướp đây. Này. Này. Này đây. Ê, đứng lại. Bỏ ra. Anh đâu thấy tôi bỏ ra. Đâu thấy tôi. Đứng im. Anh Hiếu, em có thể nói chuyện với anh một lát được không? Em à. Được chứ. Được. Có gì em nói đi. Này, cô đi ra chỗ khác đi, để chúng tôi có nói chuyện. Tôi không đi. Bao giờ anh trả hết tiền cho tôi thì tôi mới đi. Cô. Bao nhiêu tiền tôi sẽ trả cho cô? Ê, 14 triệu. Đây, số tài khoản đây. Ok rồi đấy. Ở đây không có 3G nhỉ? Ngồi nhá, tôi đi kiếm 3G kiểm tra tài khoản. Đúng là cái đồ đáng ghét. Anh Hiếu này, sau thời gian anh tìm hiểu em đã suy nghĩ rất kỹ về lời đề nghị của anh. Có phải em đồng ý đúng không? Không, em không đồng ý. Em thấy anh trẻ con, bộc phát, chưa có sự nghiệp riêng. Chúng ta nên dừng lại thôi. Tuyệt vời. Ý tôi là có 3G thật tuyệt vời. Chào anh nhá. Số tiền hồi nãy anh không cần gửi lại em đâu. Coi như đó là lời cảm ơn suốt thời gian qua anh đã quan tâm đến em. Thanh toán cho anh em ơi. Bạn ơi, bạn đợi mình một chút nhá.
Tôi chết rồi, mất tất rồi, làm nào bây giờ? Ba à? Vâng, bà cứ yên tâm chữa mắt đi nhá, con gửi tiền về cho bà rồi đấy. Vâng, bà cứ yên tâm, khi nào con được nghỉ thì con về chơi với bà. Vâng ạ, con chào bà. Viết thêm mấy trang nữa kiếm tiền nào. Ôi, nhưng mà đói quá, đi kiếm cái gì bỏ bụng đã. Đấy. Bao nhiêu bãi rác cũng tìm hết rồi mà vẫn không thấy. Cuối cùng thì mày ở đâu à Vĩ? Mất tiền thì không sao, nhưng mà trong đấy còn còn thẻ, còn chứng minh thư, còn nhiều giấy tờ mà mình ghi chép tất cả các mật mã vào đấy nữa. Giời ơi là giời. Còn kia, đứng lại. Ơ, anh làm cái gì đấy? Tại cô, tại cô mà tôi mới ra nông nỗi này. Đền đi. Ơ, anh bị điên à? Tôi làm gì anh? Tại cô, tại cô mà giờ tôi mất ví, tôi mất tất rồi. Ơ, liên quan gì đến tôi? Đứng lại. Ok. Đứng lại. Bỏ ra, thằng điên này bỏ ra. Ê, này, dậy đi, không có tiền đề đâu mà diễn, dậy đi, này. Tôi đói, tôi chóng mặt. Trời ơi. Cái nhà gì mà nhìn bé tí như kiểu cái ổ chuột đấy. Này, có người vừa được tha về cái ổ chuột này để cứu sống đấy. Này, ăn bánh đi cho tăng áp. Còn mỗi cái rồi. Này, cô xem gì đấy? Váy à? Thích thì mua đi, xem làm gì? Điên à, đắt lắm. Làm gì có tiền mà mua. Đắt à? Rồi, xem đắt như nào nào. Ừ nhờ, đắt phết. Đúng nhờ. Ơ, mày mất ví rồi anh không về nhà đi à? Tôi bị bệnh, không nhớ được những con số có 3 chữ số trở lên, nên là tôi không nhớ được mật khẩu vào cổng. Bây giờ lại còn có cả cái bệnh đấy nữa. Ơ, mà bạn bè anh đâu? Anh không nhờ vào được ai à? Có bạn, nhưng mà nó đi công tác rồi, nửa tháng nữa nó mới về. Thế bây giờ anh định thế nào? Đương nhiên là ở đây ăn vạ cô rồi. Cô làm tôi ra nông nỗi này không vì cô thì tại sao tôi mất ví? Làm sao mà tôi mất tất được? Ờ, hay nhở? Không được đâu. Được chứ. Anh nhìn đi, nhà tôi bé tí như này, anh ở không tiện. Ờ, nếu mà không tiện thì cô bồi thường cho tôi đi. Tôi đi tìm chỗ khác ở cho đến khi bạn tôi nó về. Còn lâu, tôi làm gì có tiền. Thế thì tôi đành ở đây vậy. Kệ anh. Alo sếp ạ. Có cuộc họp quan trọng đấy, đến ngay nhá. Không biết chừng lọt vào mắt xanh của đạo diễn nào đó thì sách của em còn có thể được chuyển thể thành phim đấy. Tôi là... Vâng, vâng, em đến ngay ạ. Vâng ạ. Ôi, sao ấy nhở?
nhét mãi không vào. Đấy. Bỏ ra. Không. Ô hay bỏ ra, tôi còn đi có việc quan trọng. Tôi không bỏ. Bao giờ mà cô trả tiền tôi ấy thì tôi sẽ bỏ. Nghe nói cô đi có việc quan trọng lắm à? Này, đừng có mà nhây nhá, bỏ ra. Tôi còn đi có việc. Kìa, tôi cũng có đùa đâu. Cô đưa tiền đây thì tôi bỏ. Được rồi. Lắng nhặt. Đây. Đấy là thẻ tín dụng của tôi đấy. Không có nhiều đâu, tiêu ít thôi. Không nhỡ có gì bất chắc á, tôi chẳng biết bấu víu ở đâu đâu. Ok, đi đi nhá. Nó đi mua sắm thôi. Khổ thế đủ rồi. Trời ơi, thẻ cái kiểu gì? Đi mua vài bộ đồ đã hết rồi. Rõ chán. Về rồi đấy à? Ê, công chuyện thế nào rồi? Thành công chứ? Mặt như ấy ngâm thế kìa. Hỏng. Tôi làm hỏng hết rồi. Những tác phẩm mà tôi viết ra sẽ chẳng bao giờ được chuyển thể thành phim. Thôi, vui lên. Tôi có quà cho cô đấy. Quà gì? Mở ra xem đi. Anh mua cho tôi à? Tại vì tôi thấy cô khổ quá nên tôi muốn tặng cô đấy. Thích không? Thích. À. Ê, mà thẻ tôi đâu? Mang đi xem nào. Ê, chắc phải tiêu ít, không hết tiền đúng không? Biết mà. Để kiểm tra xem nào. Dáng như thế chứ lại. Sao thẻ tôi có 20 triệu bây giờ còn có 50.000 đây? Anh Nhung ơi, đóng tiền nhà. Kìa, Nhung không có nhà đâu ạ. Tao không quan tâm là mày có nhà hay không, chỉ quan tâm mai mà mày không có tiền đóng tiền nhà thì tao đuổi mày ra cho người khác thuê nhá. Ô, ê. Anh nhìn cái gì? Bây giờ anh không tiêu hết tiền thì còn tiền đóng tiền nhà. Bây giờ tiền nhà không có mà đóng, người ta đuổi tao đi làm sao? Còn tiền mà, tôi thấy trong túi cô phong phong kia thế. Phong phong à? Này, phong phong cái gì? Con có 100.000 phong phong cái gì? Tưởng gì, đơn giản. Cô cho tôi tờ này. Này, anh định làm cái gì đấy? Tôi hết tiền rồi nhá. Bây giờ quan trọng là tiền để ra tiền đúng không? Thế thì bây giờ đi kiếm lo cái gì? Tôi quên chưa nói với cô, ngoài đẹp trai ra tôi còn giỏi nữa đấy. Vừa xấu, vừa giỏi nó phép. Đi, tôi đưa cô đi kiếm tiền. Đi. Ê, ngươi. Rồi, máy thoải đi. À, Duy thằng này, mày biết giày bố mày bao tiền không mà mày đá vào? Tao chẳng cần biết giày mày bao tiền, nhá. Này, tao đền cho mày 100.000, đem giày đi đánh cho sạch. À, cái thằng danh con này, mày dám nói chuyện tiền nong với tao á? Bố mày thừa tiền nhá. 500.000 đánh nhầy cho tao. Anh giỏi thật đấy, thế này á được mấy tháng tiền nhà. Ê, tôi nói tôi giỏi mà. Đi, đi bà chơi một chuyến, coi như ăn mừng sự phối hợp ăn ý của chúng ta. Được, thay quần áo xuống đi. Đi.
mình lại ở nhà mình nhỉ? Chắc tại ông qua say quá. May mà biết bắt taxi về đấy. Không ngủ ở quán là may rồi. Công nhận hôm qua vui nhỉ? Cái gì đây? Hóa đơn à? Cái gì đó? 20.480.000. Chứ còn gì nữa? Đây này, còn dư 20.000 nữa này. Thật à? Sao lại tiêu quá trớn thế nhở? Đóng tiền nhà đi quê. Nhà đậu tôi đi. Ô, thẻ tiết kiệm này. Hóa ra vẫn còn quỹ đen à? Nhanh lên, nhặt túi đổ lâu thế. Này, Nhung. Cô có quên tiền ở đâu không? Không, làm gì còn đồng nào nữa đâu mà quên. Cô thử cố nhớ đi xem nào. Ta bảo là không mà. Thực sự cô không có tí quỹ đen nào á? Có thì sao, mà không có thì sao? Bây giờ tôi bảo có, anh lại tiêu hết tiền của tôi à? Tôi không ngu đâu nhá. Tôi tự hỏi nếu cô có quên, nhớ chuột nó cắn mất cơ mà. Chuột cắn á? Nếu như mà có chuột cắn á, thì chỉ có con chuột to đùng đứng trước mặt tôi đi thôi. Chứ làm gì con chuột đã cắn được tiền của tôi. Này, cô ăn nói cho cẩn thận nhá. Tôi muốn nhắc cô xem cô có quên ở đâu không. Trên cương vị người bạn mà cô cứ coi tôi như kẻ thù thế. Cô coi trọng tiền đến thế à? Vì tôi không vào được nhà nên tôi mới phải ở cùng cô. Cô tưởng tôi thích thế à? Đúng, tôi coi trọng tiền đấy. Anh xem đi, không có tiền nên tôi mới phải đứng đây đây này. Tại anh hết đấy. Cô đúng là đồ thực dụng. Tôi thực dụng á? Thực dụng thì sao? Anh làm gì tôi? Này, cô thực dụng như vậy thì chẳng có thằng đàn ông nào nó thèm yêu cô đâu. Anh nói là tại tôi mà anh mới phải khổ sở như thế này đúng không? Được, nhà anh ở đâu? Đưa tôi đi. Ở kia, bên này. Bình tĩnh lên. Bình tĩnh, đồng chân. Bước nhanh cái chân lên, cái đây nhà tôi đi rồi. Sắp đi đến nhà rồi mà cứ phải vội vội. Đây, khóa đây. Cô mở cho tôi đi. Mở cho tôi xong, coi như tôi với cô hết ân oán. Cầm lấy xem nào. Tưởng cái gì? Cái khóa này á, chỉ phút mốt thôi. Nhìn cho nó kỹ vào nhá. Ôi. Này, cô là con nhà nòi có truyền thống ăn cắp đấy à? Không, cái này á người ta gọi là thông minh. Chứ cái đầu mà không nhớ nổi quá ba con số nhà anh á, không chạm đến được đâu. Này, chìa khóa đây. Tốt nhất á là anh đi vào nhà của anh đi, đừng ám tôi nữa. Ừ. Nhá, đồ thiểu năng, đi vào. Cô mới là cái đồ thiểu năng đấy. Anh mới là cái đồ thiểu năng ấy, cái đồ thiểu năng chỉ nhớ được ba số. Nhi. Này, cô đúng là cái đồ vừa xấu lại còn vừa ngang. Người yêu tương lai của mình sao lại đến đây nhỉ? Này, ông về rồi à? Về từ bao giờ đấy? Sao không bảo tôi? Tôi về mấy hôm rồi, gọi ông chẳng được, toàn thế thuê vào rồi. Tôi cứ tưởng ông đi chơi đâu, tôi ở nhà tôi đợi suốt. Trời ơi, bạn mình chả bể. Này, con bé kia là ai đấy? Tươi thế. Con điên mà. Không phải người yêu đúng không? Không. Thế tốt rồi. Người yêu ơi, anh đến đây. Bô cái thằng điên. Nóng thế nhỉ? Ôi thế nhưng mà nó định làm gì ấy nhở? Để anh xách cho. Anh là bạn của Hiếu. Vâng, em chào anh ạ.
Tại sao hai người tính cách trái ngược nhau lại chơi được với nhau nhỉ? Tiền nhà anh đóng cho em cả năm rồi, em cứ yên tâm ở nhá. Em cảm ơn anh ạ. À, em pha cà phê cho anh uống nhá. Thôi, không cần đâu. Em đúng là chu đáo mà, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu. Em nghỉ ngơi rồi thay đồ, xong anh sẽ đưa em đi ăn. Từ bây giờ trở đi nhá, anh sẽ chính thức tán em. Anh ạ, cứ trêu em. Anh không trêu, anh nói thật mà. Anh đã đẹp trai, lại còn bị lắm tiền nữa chứ. Mong em đón nhận tình cảm của anh. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi đấy. Lạ thật đấy. Thằng này nó biết xến sầm từ bao giờ thế nhở? Nhìn ngứa mắt thật. Mình phải phá. Không thể để thằng bạn mình nó đần như thế kia được. Là mình giúp thằng bạn mình hết đần. Chứ không phải mình thích con bé kia. Ok. Em thích ăn gì? Anh đưa em đi. Hey nhô. Ơ, anh làm gì ở đây đấy? Tôi mở cửa cho anh vào nhà rồi cơ mà. À, thì thì em kệ nó. Nó bị hầm đấy, lại còn bị bê đê nữa. Đi theo anh suốt mà. Ô, mày. Mày cái gì? Thôi, đi đi đi. Anh đưa em đi ăn, đi chơi, đi mua đồ. Đi. Em có muốn mua gì nữa không? Dạ, không cần đâu ạ. Như này là nhiều rồi. Tự nhiên mua cho em rất nhiều đồ, em ngại quá. Vì anh thích em mà, em không cần phải ngại đâu. Em cứ ngại. Đồ ngốc, tiêu tiền của chồng mình thì có gì mà ngại. Anh ạ, mình mới quen nhau mà. Dừng lại! Không được hôn! Mày bảo mày không thích em ấy cơ mà. Tao tán là việc của tao, liên quan gì đến mày? Lúc đấy khác, bây giờ khác. Đi! Này! Anh làm cái gì đấy? Bỏ ra! Tôi không bỏ đấy. Im nào! Đi! Cô phải đi cùng tôi, không thằng Tuấn nó bế cô đi bây giờ đấy. Anh đang bế tôi thì có ấy! Trả hoạt tương lai cho tao đây. Giời. Trả tao như đây. Ôi, cái tóc đau quá. Trả vợ cho tao. Trả vợ cho tao. Mày bụng beo như thế còn lâu mới bắt được tao. Ôi, đi chặt rồi. Ôi, ngã mình ra. Tôi xin lỗi. Cô vẫn cố tình tiếp cận chúng tôi. Sau bao nhiêu năm, cô vẫn không quên được à? Cô tiếp cận chúng tôi với mục đích gì? Định cướp chúng tôi hay sao? Chị nói cái gì vậy? Lại còn sai à? Cái loại con gái vô tích sự, chỉ biết bám theo đàn ông như cô, còn làm được gì hơn nữa? Tôi... Đừng nói nhiều. Mai 9 giờ đến quán cà phê đường 3 triệu. Tôi phải làm cho ra nhé. Mà này, nếu không muốn bị bảo vệ đuổi ra khỏi quán thì ăn mặc cho đẹp đẹp vào.
cứ xấu xấu, bẩn bẩn như ngày xưa ấy, người ta đuổi ra khỏi quán đấy. Anh ta là người yêu cũ của tôi. Anh ăn đi. Ơ, sao bát của anh có xúc xích mà em lại không? À, vì em không thích ăn xúc xích. Thôi ăn đi, ăn đi lấy sức còn học nha. Ừ. À, tiền làm thêm may em lấy được rồi đấy. Em đưa cho anh đóng học nhá. Anh phải cố gắng học và sau này thành công còn nuôi em nữa. Đương nhiên rồi, anh cảm ơn em nhá. Ăn đi. Lúc đó tôi cứ nghĩ là cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thì sẽ hạnh phúc, cho đến khi anh ta gặp được vợ anh ta bây giờ. Chị ta giàu, rất giàu. Hôm nay đi phát tờ rơi cũng được khá khá tiền, với lại còn một ít ở nhà nữa. Thế này đủ tiền mua áo cho anh Giang rồi. Alo. Anh đang làm gì đấy? Đợi anh một chút nhé. Nói 100 triệu đó coi như là trả tôi gấp đôi số tiền mà tôi đã nuôi anh ta ăn học. Thôi, để tôi đưa cô về. Cô đi gặp đôi vợ chồng oan nghiệt kia đấy à? Ơ, sao anh biết hay thế? Tôi giỏi mà. Thế thì cô phải có bạn trai đi cùng, cho nó thêm phần đả kích đối phương chứ nhở? Đương nhiên rồi, tôi sẽ đi cùng một người vừa đẹp trai, lại còn giàu nữa. Tất nhiên rồi, tôi nể cô lắm, tôi mới đi cùng cô đấy nhá. Đừng có nhận vơ, tôi đi với anh Tuấn. Thôi, tự tin lên. Có tôi ở đây rồi. Có anh nữa. Anh là bạn trai em, nhớ nhá. Vơ vẩn. Anh và mày là bạn trai Nhung. Nhung là bạn trai tao. À, tao là bạn trai Nhung. Tao mới là bạn trai Nhung. Tao mới là bạn trai Nhung. Đã nghèo là còn chịu chơi quá nhở. Thế tận hai vệ sĩ rồi đấy. Sợ tôi đánh cô hay thế nào? Đây không phải là vệ sĩ, đây là bạn của tôi. Tôi là bạn trai của cô ấy. Tôi là bạn trai của cô ấy. Lại còn có cả hai bạn trai nữa cơ à? Xem ra cô không những nghèo mà lại còn lăng loàn nữa nhở? Không phải là cô ấy lăng nhăng, mà là cô ấy có sức hấp dẫn nên có đến tận hai người yêu đấy. Chứ không như ai đó không có sức hấp dẫn phải dùng đến tiền để cướp lấy người đàn ông của người khác. Cậu
hôm nay tôi đến đây không phải để gây sự, mà tôi muốn làm sáng tỏ mọi việc. Tôi và chồng chị không có liên quan gì cả. Nhìn mặt cô là tôi biết, chắc chắn cô nói thế để qua mặt tôi đúng không? Rồi sau lưng vẫn lén lút qua lại để moi tiền của tôi chứ gì. Cô nhìn lại đi. Cô nhìn xem giờ ai mới là người có tiền. Váy thì hàng hiệu, điện thoại thì đời mới, xe thì toàn xe tiền tỷ, nhà thì tính bằng lỗ. Cô xem vị trí của cô đang ở đâu. Không liên quan gì. Tại sao cố tình tiếp cận chúng tôi? Cô thử hỏi lại chồng cô xem, có phải chồng cô đứng nhìn bạn gái tôi như muốn ăn tươi nuốt sống không? Chắc chắn là mày cố tình. Em làm sao không? Đau quá. Đây là số tiền năm xưa anh đưa cho tôi. Anh nói là tiền đền bù. Hôm nay tôi trả lại cho anh, không thiếu một đồng. Từ nay anh và tôi coi như không quen biết. Ra ngoài nếu như mà có gặp nhau á, xin đừng chào hỏi. Đã thật đấy. Cô thấy tôi nói có ác không? Nói cho cô ta ngại tím mặt. Cảm ơn anh nhé. Đi, đi ra đằng kia cho thoải mái. Nãy căng thẳng quá rồi. Đi. À, thế anh Tuấn ạ? Kệ nó, đi. Vui thế cơ à? Vậy bây giờ anh nói anh thích em có được không? Em tưởng là anh chị em vừa xấu vừa ngang. Em vừa xinh lại còn tốt tính nữa, anh thích em. Hai con lợn bị lừa rồi. Anh bảo em không nghe, dọn sang nhà anh ở đi. Em ở đây làm anh cứ phải chạy đi chạy lại. Ý giời, bỏ qua chuyện đấy đi. Bây giờ nhá, em có hai tin, một tin vui, một tin buồn. Anh muốn nghe cái nào trước? Anh muốn nghe tim em đập trước. Ý, nghiêm túc nào. Anh muốn nghe tin nào trước? Thế thì tin vui trước đi. Tin vui á là em được thăng chức. Thế còn tin buồn? Tin buồn là sau khi nhận chức em phải đi nước ngoài học hỏi kinh nghiệm một năm. Em cũng tính rồi, công việc của anh cũng đang thuận lợi. Anh để em đi nhá, em đi một năm rồi về với anh, hứa là sẽ ngoan. Nhưng mà một năm liền cơ á? Vâng, một năm ạ. Anh chờ em chứ? Anh sẽ chờ em. Vâng ạ. Bố ạ. Nhưng mà con, bác sĩ bảo mắt bà đang dần mờ đi, một năm nữa là không còn nhìn thấy gì nữa. Con tranh thủ thời gian về chơi với bà nha. Sao có thể như thế được ạ? Sắp xếp thời gian về chăm sóc bà những ngày này nha con. Bố không biết phải làm sao nữa. Vâng ạ. Anh sẽ đi cùng em. Anh sẽ đưa bà và em đi du lịch khắp nơi, để bà có thể nhìn ngắm những nơi đẹp nhất. Em nhé. Không được. Bây giờ anh mới đi thì sự nghiệp của anh hỏng hết à? Bao nhiêu cố gắng của anh cơ mà.
À không, sự nghiệp gì chứ. Anh làm cho vui mà, mẹ anh đầy tiền. Quan trọng gì đâu, chốt thế nhá. Bây giờ anh sẽ đặt vé. Đón bà đi du lịch thôi. Chia tay nha. Em phải đưa bà đi du lịch, mà anh thì lại không thể bỏ dở sự nghiệp của mình được. Em biết viết được một game thật ngầu là ước mơ của anh. Giờ game của anh đang trên đà phát triển. Anh nói là làm cho vui à? Anh có biết trình độ nói dối của anh kém lắm không? Em đi rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, lo phát triển sự nghiệp. Chào anh, có duyên sẽ gặp lại. Tôi thì bận tối mắt. Ông gọi tôi ra đây có việc gì? Sao không đến văn phòng tôi cho nó tiện? Làm việc đến ngu cả người ra. Thế ông có nhớ gì không đây? Hôm nay là sinh nhật ông mà. Ừ nhờ, tôi quên mất. Nhưng mà sinh nhật thì sao chứ? Đấy, làm việc cho lắm vào. Giờ khác gì thằng Ngưỡng không? Sinh nhật thì phải có quà chứ sao. Nhắm mắt vào, đặt tay lên đây, xoay tay ra, tôi có quà tặng cho ông. Ông lắm chuyện phết đấy. Được rồi. Nhung, này, quà tôi tặng đấy, cảm ơn chưa? Ông tìm được cô ấy ở đâu ra đấy? Đó là bí mật. Ông chỉ cần biết tôi đã lo vẹn toàn được cho công việc của cô ấy và cả sức khỏe của bà cô ấy nữa. Thế à? Tôi cảm ơn ông nhá. Thôi, đừng có cảm ơn, nghe nó không quen. Thôi, làm gì nhau thì làm đi nhá. Tôi đi trước đây.